Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Có bao giờ mà các bạn tự hỏi sao mà dạo này cái giới trẻ bây giờ cái mỏ nó hỗn quá không? Mỏ nó hỗn có nghĩa là gì? Tụi nó bất chấp là cái gọi là bất lịch sự. Tụi nó làm theo ý tụi nó thôi. Còn không vừa ý là tụi nó cãi. Ha, tụi nó thậm chí nó như là cái bọn mà người hoang dã. Các bạn biết rằng là khi mà tôi dạy online một cái cô này thì lúc đó bình thường á, có mấy video trước tôi kể rồi, cái đứa con á nó chơi rất là ồn, trong khi mẹ nó cứ nhỏ nhẹ con ơi đó, hoặc là xịt thì nó thích là nó phá, nó chơi chán rồi nó ra cái chỗ mẹ nó học hả, rồi bắt đầu nó ngồi nó nói nhải vang vào cái micro. Đến nỗi mà tôi đeo cái tai nghe mà nó nghe bắt đầu khó chịu. Ở bên đó mẹ nó cũng chẳng học được. Thì lúc mà đa phần là lúc mà giờ mẹ nó học á, là ở nhà nó vẫn còn có bà có ba. Nhưng mà khổ nỗi nó bám mẹ, cho nên mẹ cũng không nỡ là dứt con ra để đi học. Thế là để cho con ngồi trong phòng, không tập trung học được. Rồi, cái hôm mà một cái hôm nữa tự nhiên cái tôi nghe đứa con nó kêu mé, người mẹ quay lại dạ, cái tôi mới hỏi ủa sao con mình nó kêu mình mà mình phải dạ, cái cổ mới cười em gọi thế để cho con mình nó sau này nó mới biết dạ với mình. Lần đầu tiên mà tôi nghe một cái triết lý dạy con nó ngược đời như vậy. Mình dạ với nó có nghĩa rằng là trong đầu đứa bé nó đã biết rằng là mình yếu cơ hơn nó rồi, thì sau này làm sao mình nói nó được. Thế là hôm nay trong lúc mà đang học tôi thấy yên tĩnh khác thường, tôi mừng quá. Đột nhiên nghe tiếng đùng 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 đập cửa. Mẹ nó mới cười nói hôm nay vô phòng chốt cửa lại không cho nó vô, cho nên nó đang đứng ở ngoài nó đập cửa đung 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 một lúc đập rất to. Thì lúc đó tôi thắc mắc rằng là bà nó rồi ba nó đâu, không biết khẽ tay nó cỡ tôi là cái đó là khẽ tay đó, chứ không còn là phải nói là la nạt thông thường nữa đâu, mà cái tay nào mà đập đùng đùng là cái tay đó là bị ăn đòn. Lấy tay gõ nó thôi, cầm tay nó ra, tay này hư. Thì những cái nhà như thế này á, thường là không bao giờ đánh con. Theo phương pháp Âu Mỹ mà, lên mạng coi Âu Mỹ Nhật, cho nên không bao giờ mà đánh con. Dù con của mình là nó đã chuyển qua hỗn luôn rồi. Người ta chỉ không đánh con khi nào mà nó ngoan thôi, hoặc là nó còn biết nghe lời. Giống như gần đây có một cái vụ mà bên Phú Nhuận là một giáo viên đánh đứa bé đến sưng cả tay. Phụ huynh phản ứng, cộng đồng mạng phản ứng. Thì tôi nói thẳng rằng điều, đối với lại một cái đứa bé tiểu học thì đánh nó sưng tay cũng là hơi quá đáng. Tại vì thật sự mấy đứa bé này chỉ cần nạt thôi là nó đã sợ rồi. Còn cái tình huống mà đặt ra, ví dụ như là lúc đó nhiều bé nó làm ồn dẫn đến rằng là người giáo viên người ta mất bình tĩnh, người ta làm cả ngày người ta mệt rồi, lúc đó người ta mất bình tĩnh cho nên người ta đánh nó hơi mạnh tay rồi. Thì cái sự việc cụ thể như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Vậy thì cái hành động đó của giáo viên có đáng để được tha thứ hay không? Cái người giáo viên đó có tiền sử rằng là bạo hành trẻ con hay không? Mình phải xét tới đó nữa. Chứ không phải vì một cái vụ việc như vậy mình quy chụp hết tất cả cho giáo viên. Xin lỗi chứ nhiều khi mà ở nhà con mình nó quấy lúc mà công việc mình đang căng thẳng, tôi nói mấy ông mấy bà có điên tiết lên không? Có muốn đập nó không? Ví dụ hôm nào còn vui vui, hôm nào còn năng lượng không nói, còn hôm nào mình mệt rã rời hay mới bị sếp chửi xong, đi họp về đã thấy căng rồi, lương còn bị trừ nữa chứ. Về nhà, mẹ, mẹ, chơi con mẹ. Lúc đó còn muốn chơi không? Hay là nghe cái giọng gào đó chỉ muốn tát cho nó một cái.
Nói thật lòng đi. Còn đương nhiên thì những ông bà nào mà con nhà khá giả, ông bà mà có tiền có của để lại, nhà công ty này công ty kia, xe hơi này xe hơi nọ, thì làm gì mà áp lực. Đấy, cho nên là về nhà nói chuyện đạo lý là tại vì còn cái sức chịu đựng. Ôi tôi thấy mấy cái chuyện đó không có đáng để mà đánh đứa bé. Trời ơi, con nít là mình phải thương nó có biết gì đâu. Cho nên tôi nói mấy ba mấy mẹ cũng vậy. Mấy ba mấy mẹ có đầy đủ điều kiện là không ở trong cái hoàn cảnh của người khác. Thì bây giờ tôi nói cái gì nó cũng phải phân tích cho rõ từng cái tình huống, chứ tôi không quy chụp, cũng chẳng bênh vực. Thì có một cái cô coi kênh tôi xong mới qua hỏi tôi, bây giờ làm sao để kiếm được cái trường cho con? Tại vì học ở bên hình như cũng bên Phú Nhuận là cô giáo đánh con như vậy. Cho nên rằng là thấy ngán trường công quá, muốn chuyển nó qua trường quốc tế song ngữ. Thì mới hỏi tôi là nhờ tôi giới thiệu, tôi nói nếu vậy thì có trường Việt Úc nè. Việt Úc nó mở cũng bao nhiêu năm rồi. Đó. Nhưng mà đi tham khảo nhiều phụ huynh người ta nói học ở Việt Úc nó không có căng. Đó, muốn cho con mình học nhiều, bên đó nó khá thoải mái. Tôi nói bây giờ chị phải hiểu cái nguyên tắc như thế này. Cái trường mà quốc tế đóng 20 triệu một tháng, một năm học nó lên tới hơn 200 triệu. Thì những người mà gửi con được theo học ở cái trường này, chứng tỏ là họ cũng có cái địa vị. Họ có địa vị cho nên rằng là giáo viên ở trong đó họ rất áp lực. Dạy 100 đứa không sao. Nhưng mà chỉ cần một đứa nó xuống nó phản ánh với ba mẹ nó. Chỉ một đứa thôi. Nó về nó nói những câu như là ở cô không có dạy kỹ. Sao con không làm bài? Tại cô giảng con không hiểu. Rồi, chỉ cần một câu như vậy thôi là hôm sau ba mẹ nó lên gặp ban giám hiệu. Con tôi gửi đây nè, tôi đóng 20 triệu. Một năm tôi đóng hơn 200 triệu. Mà bây giờ dạy để cho con tôi nó nói rằng nó học không hiểu. Sẽ có những thứ phụ huynh như vậy. Nó nghe lời con nó một câu thôi là nó vô nó kiếm chuyện trường. Và đương nhiên trường sẽ gọi giáo viên xuống. Tại sao? Để cho phụ huynh phản ánh. Và chính vì vậy nhiều cái tấm gương, cái chế độ đang tốt, công việc đang tốt, họ rất sợ bị đuổi. Vậy thì thay vì đợi tới lúc có chuyện thì họ lúc nào cũng mềm mỏng với mấy đứa bé này. Họ chẳng thúc ép tụi nó học căng làm gì. Họ tạo một môi trường vui vẻ, thân thiện. Vậy thì đòi hỏi gửi con mình vào quốc tế mà đòi hỏi nó là phải học căng, sao căng? Mình phải hiểu là giáo viên ở trong đó người ta chịu áp lực như thế nào. Cái trường nó chạy doanh thu như thế nào. Rồi tôi nói xong. Còn nếu muốn căng đúng không? Gửi vô trường Nguyễn Khuyến tư thục. Trường này khét tiếng là kỷ luật. Học hả? Từ sáng cho tới khuya. Ôi thế thì nó căng quá. Tôi nói vậy thì không có một cái trường nào mà có cái môi trường tuyệt vời cho mình. Bây giờ chỉ còn một cách nữa là gửi nó vô quốc tế rồi sau đó nó về nhà thuê người đến nhà dạy cho nó. Chỉ có cách đó mới là học căng và có một cái môi trường đúng ý mình. Thầy cô thân thiện, thoải mái nhưng về nhà vẫn học, chỉ có cách đó thôi. Đó. Thì tôi nói tôi tiếp xúc với nhiều người phụ huynh. Rất nhiều phụ huynh. Và tôi nói cái mà để cho bây giờ cái lứa mà sau này cái sức chịu đựng nó kém. Tôi nói rằng là đứa bé mà ở, nó phải đúng ra ở cấp 2, cấp 3 là nó tự đi kiếm thầy, kiếm cô nó học. Thì đằng này là ba mẹ đi kiếm trường, kiếm chỗ dạy thêm để gửi con mình. Tôi ở cấp mà lớp 8 là tôi đã tự đạp xe đi kiếm lớp học tôi học rồi. Rồi tôi qua cấp 3 tự đi kiếm cái chỗ luyện thi để mà ngồi học rồi. Vậy mà bây giờ nhiều người cũng vậy. Tôi nói nhìn cái trung tâm luyện thi ở gần nhà tôi Thăng Long, có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết là học sinh ở các trường nó đạp xe đạp đi. Vậy thì mấy ông bà trường quốc tế đưa đón tận răng. Rồi đòi con mình là có cái động lực học như là cái tuổi đó.
làm sao sức bật bằng tụi nó. Ra đời, trong cái video trước có bạn vậy gửi cho tôi cái lời nhắn. Bạn này cũng biết tôi qua mạng, đăng ký tôi học lúc 11 giờ khuya. Bạn làm kỹ sư phần mềm, bạn đăng ký học khuya như vậy. Lúc đó tôi cũng mệt rồi. Thậm chí có hôm bạn mệt, bạn nói bạn xin nghỉ. Thì một thời gian sau bạn phải nghỉ luôn vì công việc nhiều quá. Nhưng mà sau đó là bạn tự hào, bạn nói bạn được đóng thuế tới là hơn 10 triệu. Thì tôi mới nói rằng là để được đóng thuế hơn 10 triệu có nghĩa rằng là thu nhập của bạn là chính con số, tức là trên 100 triệu. Thì bạn mới phải đóng thuế 10% là 10 triệu. Thì bạn nói bạn học rất là nhiều. Bạn rất cố gắng bạn học để bạn được cái thành quả như bây giờ. Người ta học trầy học trật, người ta động lực, người ta ngút ngàn, chứ không phải người ta đợi ba mẹ dắt vô bàn ngồi học, mà là chính những người tài năng đó là họ có cái động lực từ bản thân họ. Họ tự kiếm con đường họ đi, chứ không phải rằng là để sắp lót đá cho mà đi, rồi sau đó rằng là ăn cơm xong vô học. Họ ra đời sớm, họ nỗ lực. Đó. Thì những công tử, cô chiêu cậu ấm học quốc tế từ nhỏ, đòi là thành danh, đòi bản lĩnh, đòi nghị lực phi thường, có. Nhưng mà dòng nó cực hiếm. Hiếm lắm. Hiếm lắm mới có những dòng mà con nhà đại gia, nhưng mà lại giống như rằng không dựa dẫm, mà bước ra ngoài tự làm. Hiếm lắm. Đó. Vì vậy mở miệng ra là giáo dục phương Tây, phương này phương nọ, nhưng mà tôi thấy nó nát bét hết. Đó. Còn bây giờ tôi cũng chẳng nói, nhiều người cũng vậy, rất sợ là con mình bị người ta nói, đẻ ra đứa con nó xấu quắc. Nhưng mà đồng ý là đưa hình con mình lên mạng, rồi sau đó bạn bè nó vô, cái đứa phải vô duyên lắm thì nó mới chê. Đó. Chê công khai, trời sao con mày xấu vậy. Thì tôi nói cái giọng nó cũng đáng chửi, đáng. Nhưng mà thiệt sự ra cái phản ứng của nhiều người khi mà bị chê con nó xấu, nổi điên lên, nổi đóa lên, thậm chí viết bài chửi. Đó. Cái thứ gì con tao xấu kệ tao, cũng ráng phải viết bài chửi. Như người ta chặn cái thứ vô duyên đó được rồi, không, phải chửi. Đó, phải chửi. Thì sau này cũng vậy. Có những cái trường hợp mà cha mẹ dắt con cái đến ha, để mà chửi giáo viên, bởi vì họ cho rằng nghề đi dạy cũng giống như là các ngành nghề dịch vụ khác, như là cắt cỏ chẳng hạn. Vậy thì tôi trả tiền cho anh ha, để cắt cỏ là anh phải cắt cỏ. Tôi trả tiền cho anh là chở thuê chất đồ thì anh phải chở thuê chất đồ. Vậy thì tôi trả tiền cho anh dạy con tôi thì cũng giống như tôi mua một cái dịch vụ. Tôi là khách hàng. Cho nên cái đạo lý về mà thầy trò, cái chữ tôn trọng bây giờ nó giảm. Cái giáo dục nó xuống là như vậy. Đó. Thì cũng chính vì vậy mà nó mới đẻ ra những cái loại dịch vụ. Thầy cô bây giờ nó cũng chỉ cần tiền. Những thầy cô trẻ vậy, nó học ba chớp ba nhán, nó ra khỏi trường đại học, nó cầm một số cái tấm bằng ha, chứng chỉ là nó mở lớp nó dạy. Trong khi về giao tiếp, về lễ nghĩa nó không biết. Ngày hôm nay tôi huấn luyện nhân viên như thế này. Có một cái cô là tới xin học cho con. Thì cô này là bán mấy cái gỏi cuốn bằng cái xe đẩy lề đường. Thì lúc mà cô đẩy xe đi bán ngang, cô thấy trung tâm mở cửa, cô bước vào. Thì cô hỏi lớp cho con. Lúc đó tôi đứng ở gần đó. Cái tôi thấy, tôi mới nghe cái tiếng phụ huynh hỏi, tôi mới lại. Thì lúc đó tôi đang mặc cái đồ ở nhà, cái quần lửng, áo thun. Thì tôi thấy như vậy, tôi mới lại gần. Thì cái bạn nhân viên tôi lúc đó đang ngồi, cô này thì đang đứng. Cho nên tôi mới nói, mời chị ngồi. Thì cô nói, thôi, tôi đứng được rồi. Thế là cô đứng, thì tôi đứng. Thì lúc đó là tôi đứng đằng sau cái ghế.
À, tôi đứng đằng sau cái ghế nó có cái lưng tựa. Và tôi khom người xuống để nói chuyện với cô. Thì sau khi tư vấn xong, tôi mới quay qua nói với bạn nhân viên. Khách mà đứng thì em cũng phải đứng chứ không phải em ngồi như thế này. Khách tới khách đứng là em phải đứng. Và đương nhiên thì thường là nhiều người họ thấy em đứng như vậy, họ sẽ tội thôi, thể để họ ngồi. Còn nếu như họ đứng thì mình phải đứng, nhưng mà không phải mình đứng ở trên bục cao hơn họ để họ ngước cái đầu lên. Đó. Em không phải đứng trên đó mà em phải xuống để em đứng ngang với họ, để họ được ngang cái tầm mắt họ nói chuyện với em. Còn em biết là tại sao nãy tôi đứng ở đây không? Tôi đứng ở đây trên bục cao hơn là vì tôi đang mặc quần ngắn. Vì vậy mà tôi đứng sau cái ghế để cái ghế nó che. Nhưng mà tôi tế nhị, tôi phải khom cái người xuống. Em thấy nãy giờ tôi không đứng thẳng. Tôi khom cái người xuống để cho tôi vẫn ngang cái tầm mắt với họ, để họ nói chuyện ngang với tôi. Họ không cần phải ngước cổ lên. Em phải tinh ý từng những cái như vậy. Đó. Thì đó là tôi hướng dẫn cho các bạn nhân viên tư vấn. Ừ. Làm giáo dục từng câu từng câu từng từ như vậy. Thì tôi nói thẳng ra một điều. Có những cái mà tôi buộc phải nóng. Ví dụ như hôm bữa có một bạn nhắn tin hỏi tôi lịch học như thế nào. Tôi giả vờ như rằng là cái này là máy trả lời tự động. Tôi nhắn vui lòng liên hệ số sau đây hoặc để lại đó, số điện thoại, nhân viên sẽ tư vấn. Rồi tôi đều đưa cho mấy bạn nhân viên làm. Vô hỏi cái việc học mà ăn nói trống không là tôi đã thấy ghét rồi. Đó. Thì bây giờ mình phải nhịn nhiều hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà hôm bữa tôi mới la một cái lớp nhỏ. Thì dạy hôm đó là dạy cái lớp mà cái thằng bé này nó mới lớp 3. Lúc mà dạy cho nó về viết là câu hỏi yes no của hiện tại đơn là đưa to be lên đầu. Đó, thì tôi cho ví dụ, thí dụ như hỏi anh ta có phải gì đó là is he, bạn có phải are you, nè mình đưa cái to be lên đầu câu là xong. Hỏi hiểu chưa? Cả lớp hiểu. Dạ hiểu. Tôi nói rồi bây giờ làm bài tập thầy. Thì cái thằng này mới nói dễ ẹt. Cái ghê. Cuối cùng rồi nó là người đầu tiên đem lên tôi. Cái câu của người ta cho sẵn hai ba từ, chỉ cần thêm cái to be vào là nó thành một câu hỏi hoàn chỉnh. Anh ghi đúng những một từ hi chẳng hạn. Thì lúc đó tôi mới điên lên tôi nạt. Tôi nói, viết cái gì đây? Ừ. Cả lớp nó hết hồn, thằng bé cũng hết hồn. Tôi mới nói thà là nói khó để mà thầy giảng lại, không hiểu thì thầy giảng lại, còn đằng này nói dễ rồi viết cái gì đây, viết một từ là viết cái gì. Thằng bé sợ xanh mặt. Thì sau khi mà tôi nạt xong tôi mới nói khó thì phải nói khó, làm thì la, thầy cũng hết hồn đấy nè. Cái tôi đã vào ôm tim sợ quá sợ quá. Cái mấy đứa nói trời ơi, thì vừa hét cái tụi con hết hồn. Thì tôi biết là lúc đó tôi nóng thật, nhưng mà tôi phải dịu xuống và tôi bắt đầu là tôi phải đẩy cái không khí cho nó không căng thẳng. Chứ đừng nói rằng là làm giáo viên là có nghĩa rằng là khéo léo là không được nóng. Thằng bé này cũng vậy, đi học người lúc nào cũng hôi rình. Cái tôi mới lần mà tôi ngồi gần nó tôi chỉ bài, tôi nói thiệt thì nghe có tắm chưa nè. Nó coi ngày con tắm có một lần ha. Hả? Rồi cái tôi mới nói đi học về ráng tắm thầy cái chứ hôi quá nè. Thì những cái như thế này tôi vừa nói tôi vừa cười, nhưng mà phải dạy nó. Cha mẹ mà dạy con về giữ vệ sinh thân thể, tôi nói tôi dạy con tôi đầu tiên là cái vệ sinh, cái thứ hai là cái nề nếp ngăn nắp, là hai cái đó tôi dạy con tôi trước. Tôi được khoan nói tới chuyện là ngồi xuống học bài này kia, tôi dạy con tôi hai cái đó.
còn điểm số tính sau. Nó chỉ cần nó ngăn nắp sạch sẽ là nó tự nó đẻ ra những cái tính tốt khác, cẩn thận tỉ mỉ đó. Còn đằng này để con mình nó hôi nó thui như vậy đi học, mà trong khi không phải rằng là mẹ là ở dơ gì đâu, mẹ cũng trắng trẻo. Tới đóng tiền cho con tôi thấy ồ mẹ nhìn trắng trẻo thơm tho mà con sao kỳ quá. Rồi thằng bé học lớp 3 mà nó teo bằng con nhím, nó gầy sọc giống như suy dinh dưỡng. Nhiều cha mẹ chăm con kiểu đó, con mình bị suy dinh dưỡng. Thì tôi cũng biết có nhiều nhà à, lúc mà nó bắt đầu nó tập ăn đút ăn không ăn, chửi mắng nó, giờ mày ăn chưa, há miệng ra, nó ăn trong đau đớn riết rồi lớn lên nó còi cọc luôn, nó sợ ăn. Còn thí dụ như là những vụ khác nữa, chiều thì bây giờ là nhiều người che giấu về cái gia đình mình, tôi nói trong gia đình này. Tôi ngồi trong phòng này làm việc, con em tôi tới bây giờ nó vẫn không có một cái nghề nghiệp ổn định, nó học cũng không tới nơi tới chốn, nó học một cả thời gian nó thích cái đó, nó đăng ký học mấy tháng xong nó bỏ, tốn bao nhiêu tiền nó cũng bỏ. Mẹ tôi buồn lắm. Còn ông già tôi thì binh nó từ nhỏ, chiều nó từ nhỏ, nó đi học bị mất điện thoại, bị nhà trường tịch thu điện thoại, mua điện thoại mới cho nó hoặc là vô trường xin cho nó để nó về nhà nó có điện thoại nó xài. Nó xài để làm gì? Nó nhắn tin, nó chat chít, nó gọi điện với bạn với bè. Còn nó đánh nhau thì là đổ gió là do lỗi nhà trường, nhà trường dạy hư nó. Tới bây giờ còn nói cái trường nó trường công đó, ha, nó là nó học thói hư thật xấu ở cái trường đó đó, cái trường đó làm cho nó hư, con mình nó hư, nó đi theo cái thói hư thật xấu thì mình đổ vô trường dạy, không có trường nào dạy hút thuốc, không có trường nào dạy quýnh lộn cả, mà tôi biết con em tôi mà, người học sinh giỏi học sinh tốt nó không chơi, nó chơi tới học sinh cá biệt, nó học đòi hút thuốc. Tới bây giờ nó vẫn ngồi hút thuốc, mà có chuyện thấy nó hút thuốc qua mắng mẹ tôi, mẹ sao không biết dạy à, sao không biết dạy nó. Tôi nói mẹ dạy nó, mẹ nói nó rằng thuốc lá như thế nào mẹ cấm nó vẫn làm, bố đừng nói mẹ không dạy nó. Rồi mẹ nói tôi, mẹ biết tính tôi nóng cho nên nhiều khi mẹ giấu bớt. Cho nên rằng là lúc mà biết nó hút thuốc hồi cấp 2, tôi nói nó đi theo ra quán cà phê tôi gọi gói thuốc hút đi. Mồi điếu thuốc lên. Cái nó ngồi nó mồi điếu thuốc. Nó đâu biết lúc đó nó chưa biết rít vô. Mồi điếu thuốc. Xong. Tôi ngồi tôi nhìn mắc cười. Đấy. Biết những người như anh ba nhìn anh ba nói gì không? Ha, học đòi. Không có ai mà kéo thuốc mà hút dày hết. Nè, ta kéo vô. Đó. Rồi bây giờ búng thuốc mà coi coi. Thế là cầm điếu thuốc. Búng khiều 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 vậy tàn rớt xuống. Tôi nói người hút thuốc mà người ta quen á, nè coi nè, người ta cầm điếu thuốc nè, nó vuốt cái. Lấy ngón tay nè, tôi vuốt dọc thân búng cái tách cái là rớt cái tàn. Đó. Cho nên rằng là mấy đứa tưởng mấy đứa hút thuốc là ngầu. Còn với nhiều người ta nhìn vào người ta thấy nó bọn trẻ con. Còn hỏi hút thuốc hao ngon không? Hút hôi miệng, vàng răng, ngon chỗ nào? Tôi nói không phải là tại vì tôi không hút thuốc mà là bởi vì tôi biết, chính vì tôi hút tôi mới biết. Và cái nhựa ở đây nè, hút ba cái thuốc mà rẻ tiền nó có cái kéo, biết tại sao mà mấy thằng hút thuốc nó hay nhà nhạc đàm ngoài đường, nhất là mấy thằng hút thuốc giả thuốc dởm á, nó kéo nhựa ngay đây nè, cho nên rằng cái nhựa ở đây nó đóng nó không có thở được. Chính vậy lâu lâu nó cứ phải khạc
để cho thông cái cổ họng nó mới thở được. Mấy ông nào mà hút thuốc nhiều, đúng không? Nó kéo nhựa đây nè. Cho nên rằng là hút thuốc lá xịn, chẳng hạn như ba số này kia thì nó bớt cái hại thôi, chứ phải là nó không có hại. Nó bớt thôi. Nó đỡ cái nhựa ở đây thôi, tại cái đầu lọc nó tốt hơn. Thì không có tiền để hút những cái gói mà ba số xịn 40 mấy ngàn, đành phải hút ba cái gói Pasto rồi ba số rồi Z, ấy quên, lộn Z chứ không phải ba số nữa, Z mèo, xong rồi nó bị kéo nhựa, rồi ngồi đó mà khạc ở ngoài đường. Con em đúng vậy. Bây giờ hút thuốc rẻ tiền, ngồi đó ho hù 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 hù. Ông già thì cũng lại bắt đầu, sao không cho nó, nhắc nó đi khám? Mẹ gì kỳ vậy, sao không dắt nó đi khám để cho nó ngồi nó? Thật sự ra là gần như rằng là khoảng chừng 2 3 năm nay là tôi cũng đã hạn chế là chú ý tới nó, là tại vì cái lần cuối cùng là tôi đánh nó suýt chết. Nó hỗn nó láo cho nên là lúc đó là tôi bộc phát, là tôi đập thẳng luôn cái đầu nó vào tường. Nó còn gào lên đòi báo công an bắt tôi nữa, kêu công an lên đây, rồi thằng đó luôn kêu luôn mà đám bạn mày lên đây. Nhưng sau đó tôi biết tôi đánh nó hơi dã man, tại nó bị nhức đầu. Tôi xin lỗi. Và về từ đó về sau tôi không muốn thấy cái trò hỗn của nó nữa, tại tôi sợ nó, tôi thấy nó hỗn là tôi đánh nó chết. Cho nên sau này tôi cũng bớt lơ, tôi ít để ý nhiều thứ. Mẹ cũng không dám kể tôi nhiều, tại tôi dám nói một câu. Tại mẹ nói, lúc đó mẹ nói con đừng đánh nó. Nhưng mà con dạy nó hết lời rồi. Con dạy nó hết lời rồi, mẹ thấy mà. Con ngồi 2 3 tiếng đồng hồ con nói chuyện nó. À, nhưng mà hồi xưa nó còn nhỏ, còn bây giờ nó khác rồi. Và tôi cũng nói luôn rằng là mẹ tôi bây giờ không nói chuyện với lại là chị với em tôi nữa, tại vì hổn. Thì tôi nói ngày nào con còn ở cái nhà này, à, tại mẹ nói con là con phải nhịn, cho nên con vì mẹ con nhịn. Còn nếu như mà mẹ không còn, mà cái mỏ hổn đó là có ngày con chặt đầu từng đứa xuống. Các bạn nghĩ tôi nói đùa hả? Tôi nó ngồi trước mặt tôi mà ngồi đó mà huênh hoang là tôi phải nhịn bớt á. Chứ còn mà đối với người ngoài, không phải chỉ ở trong nhà đâu, mà đối với người ngoài ngồi nói chuyện tôi cẩn thận. Đến nỗi mà bữa có thằng gọi, thôi gọi bạn đi, tại bạn đó lịch sự, mới gọi tôi hỏi mua cái điện thoại iPhone tôi bán. Hỏi sao em nhìn thấy anh quen quen, em hay đi mấy cái tiệc của mấy dân xã hội, anh có hay đi mấy tiệc đâu? Tôi nói không. Vô trang cá nhân, trời đúng là tiệc tùng tập toàn dân xăm mình không. Hỏi tôi có quen không? Nói, ai quen? Thì tôi quen ở ngoài cũng vậy, bạn bè tôi nhiều thằng bố láo, có chút tiền cũng bố láo. Còn những thằng giàu thật nó cũng bố láo nữa, chứ đừng nói mấy thằng giàu thật trên mạng, hay nói mấy thằng giàu là người ta đại gia, người ta khép kín kín con mắt. Đó là tùy vào cái nếp sống và giáo dục của gia đình. Nha, giàu hay nghèo nó cũng đều, cái nhân cách nó muốn thối là nó thối. Thì chính vậy mà tôi nói nhiều thứ tôi phải nhịn. Nhưng chỉ có điều tôi nói với mẹ, ít nhất con còn thì trước mặt con, thí dụ con ngồi đây nè, hỗn với bố mẹ dám hỗn không? Vợ tôi nói vậy, tôi có mặt ở đó hay vợ tôi ở đó là không dám nói một cái gì. Nhưng mà không có mà tôi ở nhà ha, mà vợ tôi ở bên trong nghe, chẳng hạn đi theo lẻo đẻo nói cho mẹ tôi nhức đầu,
Còn tôi ở nhà thì không dám nói. Rồi bà chị tôi cũng vui lắm, dạy cho thằng con, thằng bé hồi nhỏ dễ thương, giờ lớn lên hổn. Ba tôi cũng vậy, do ông là nhiều cái ông không đúng, cho nên rằng là tụi nhỏ nó không nghe lời. Nhưng mà tôi vẫn nói, dù gì bố vẫn là bố của con, ông vẫn là ông của các cháu. Cho nên tôi không bao giờ tôi dạy con tôi phải vô lễ với ba. Mà đứa nào mà vô lễ là tôi dạy tụi nó. Còn đứa nào mà hổn với ông là tôi là người đánh nó trước. Chính vì vậy mà thằng bé cháu hồi nhỏ nó dễ thương, giờ lớn lên nhiều khi có những cái xích mích với gia đình ha. Có lần chị tôi nói, nó bây giờ nó bự con, nó mà điên lên coi là có chuyện. Tôi nói chưa thấy thứ cha mẹ nào mà dạy cho con mình côn đồ. Mà tôi nghe như vậy tôi cũng mắc cười. Tôi nói chỉ được cái to xác, không tập luyện, không gì cả. Mỗi lần mà tôi nghe vậy tôi mắc cười. Cho nên rằng là cũng biết sợ, chưa dám ra mặt. Thì tôi nói một cái nhà mà nó như vậy, ngày hôm nay tôi ngồi trong phòng, tôi nghe con em tôi ở ngoài, nó ngồi nó chơi game với một cái đám bạn. Rồi nó như cái con khùng, giống như người ta cổ vũ đá banh là người ta gào lên vô. Con này nó ngồi ngồi nó chửi thề. Thì lúc đó là nó tưởng nó không có người nhà, nó ngồi chửi thề đám bạn nó ngoài. Tôi nghe tôi rất khó chịu. Thì lúc đó tôi bước ra, tôi cố ý tôi làm cái mặt hầm hầm. Thì thấy là không khí của cái đám đó nó cũng bớt cái tiếng chửi thề. Tại vì lúc tôi đã đi qua đi lại đó, tụi nó không dám. Nhưng mà tôi nhìn một cái đứa mà không có một cái nghề ngỗng ha, tối ngày ngồi, lúc thì hả ra vẻ là đáng thương, lúc thì làm nhí nha nhí nhảnh. Hỏi người nhà mình về mình buồn không? Buồn. Tôi vẫn nói mà, tôi làm gì được tôi sẽ làm. Nhưng mà mình phải công tâm mình nói, mình phải công tâm mình nhìn, để mà mình biết đường mình dạy. Còn tới cái ngưỡng mà bất trị thì tôi không mở miệng tôi nói cái lời đạo lý đạo đức, giống như mà mấy cái thứ mà ở trên mạng làm hả, làm Phật online. Nếu nói sống thì báo cha báo mẹ, học thì không tới nơi tới chốn, đi làm thì vừa dẫm à, luồn chỗ này luồn chỗ kia. Thì chính vậy nói ngon nhưng mà nhìn cái tướng ra ngoài nó vẫn tà. Tôi có vài đứa bạn vậy, không bao giờ mà tụi nó nhận. Các bạn nghĩ coi, không có cái thứ nào mà bận rộn mà muốn ngủ tới trưa ngủ, không không có cái thứ nào mà nó bận rộn mà nó muốn đi đâu, thí dụ buồn buồn ha, xách xe đi chơi. Bản thân tôi không dám nghỉ một ngày. Còn có những đứa tôi thấy nó rảnh, mà không phải rằng là vì nó sắp xếp tổ chức gì hết, mà bởi vì nó không phải là người quan trọng trong cái tổ chức đó, cho nên nó muốn đi đâu đi. Và tôi cũng chứng kiến rất nhiều thằng đàn ông mặc váy, vợ gần như gánh chính trong gia đình, ra ngoài cầm tiền rủng rỉnh ha, bô lô bô la. Thì đương nhiên đàn em này kia nó nhìn bề ngoài nó tưởng đâu mày có tiền ha, tưởng mày có tiền có thế, thật ra là không có vợ mày, là mày chỉ ăn cám mà thôi đó.
Thì nhiều khi tôi nói một điều, nhìn mấy thằng đó nhưng đương nhiên là mình không rảnh mình nói thôi, để cho tụi nó ra vẻ nó muốn làm màu làm mè vậy. Nó muốn dạy đời thiên hạ thì cũng dạy được mấy cái thằng mà tép riu ăn không ngồi rồi giống nó à. Chứ còn mà những cái dạng mà đúng nghĩa là chất bận rộn, dạy nó biết chứ. Cho nên có những cái bản thân tôi cũng vậy, tôi nói học mình không cần là cho con mình nó học giỏi đều, mà là mình chỉ có hướng nhá. Tôi vẫn nói với con tôi, năm nay con vô lớp 6, thầy nói với ba cái cách xếp loại học sinh giỏi nó khác với hồi xưa. Học sinh giỏi là con chỉ cần rằng 6 môn con trên 8, nhưng học sinh xuất sắc là con phải có 6 môn là trên 9. Cho nên con là học sinh giỏi đi, bà thưởng. À, học sinh xuất sắc đi, bà thưởng. Rồi tôi để cho nó tự chọn cái môn nó thích. Tôi không bắt nó giỏi đều. Tôi chỉ nói là ba vẫn muốn con như vậy. Ha. Tại sao? Tại vì khi nó thích cái môn nào đó, nó sẽ tự học giỏi cái đó. Và chính vì vậy mà tôi sẽ nhìn được cái năng khiếu của nó. Chứ tôi không bắt nó phải giỏi đều, mà là tôi muốn nhìn ra được cái năng khiếu của nó. Đó. Thì nhiều cha nhiều mẹ cũng vậy, khoái con mình học giỏi đều rồi gửi nó đi học tèo tất cả các môn. Tôi nói đó là ngu đần, tại vì mình không nhìn ra được năng khiếu của con. Tôi vẫn muốn rằng là tụi nó tự kiếm đường tụi nó đi, tụi nó được làm cái điều mà tụi nó thích. Còn nhiệm vụ tôi là giữ cho cái sở thích đó nó lâu dài để nó biến thành đam mê. Vậy thì muốn mà giữ được thì bản thân người lớn, cha mẹ mình có cái đam mê không? Mình có nghề nghiệp ổn định không? Mình có cái chuyên môn hay không? Tại vì nếu mình có thì mình mới có cái để mình truyền cho con từ trong cái gen đã có. Còn bản thân mình là một cái thằng không nghề không ngỗng, một cái thằng không chuyên môn, ha, chẳng có một cái gì gọi là năng khiếu sở trường, thì có cái gen gì để truyền cho con mà bắt nó xuất chúng? Ba mẹ mà phá sản là cả nhà ăn cám nha con, chứ tụi mày sức bật bật con mắt. Tại vì mày không có cái gì để mày truyền cho con mày cả. Và tôi cũng nói với mẹ tôi như vậy. Bây giờ như vậy, nó chưa thấy đâu. Nó ngồi hút thuốc, nói nó không nghe. Tới cái ngày mà nó đẻ ra đứa con nó bị đột biến, bị dị tật, lúc này nó khóc mới muộn. Bên vợ tôi có một ông từ nhỏ hút thuốc thâm niên luôn, người ốm tông ốm teo, tới lúc mà đi cặp với một cái bà phụ nữ kia cũng có hai đứa con riêng, bây giờ mang bầu đứa con chung. Hai vợ chồng sau đó rằng là cãi lộn nhau, mẹ kia cuốn gói đi mấy tháng, sau đó quay về. À, mấy tháng đó lại không đi khám bệnh viện luôn. Tới bây giờ tháng thứ 8 rồi, vô bệnh viện người ta báo cho biết là đứa bé bị đột biến gen, nhưng do hiện giờ thai lớn quá cho nên người ta không có thăm dò được, thì người ta chỉ nói hai lựa chọn, bây giờ sinh ra hay bỏ. Còn chắc chắn là có đột biến, là nó có dị tật, thì nó là bị sứt môi cục què hay là bị đau gì đó thì chưa biết, phải đẻ ra mới biết. Bây giờ mới ngồi lo lắng. Thì khi mà tôi nghe xong tôi mới nói, lúc mà trước khi đẻ nó là bản thân mình phải chuẩn bị cái thể chất mình cho tốt, tại vì tất cả những gì mình chuẩn bị sẽ truyền lại cho đứa con. Rồi tới bây giờ đứa con bị dị tật mới lo lắng. Thì tôi nói 90% là chấp nhận đẻ, tức là cầu may. Mà đẻ ra đứa con thấy nó sứt môi, đẻ ra đứa con thấy nó bị khờ, bị chậm phát triển, làm cha làm mẹ nhìn rớt nước mắt. Thì tôi nói con em tôi nó chưa thấy. Tới bây giờ nó vẫn nghĩ rằng là hút thuốc ha, là ngầu với đám bạn. Nó cãi cha cãi mẹ, nó bắt phải dành một cái phòng để nó nuôi tới 6 con mèo. Một tháng ha, nó đi không đi làm,
Nó kiếm lai rai đủ tiền để nó chi tiêu, rồi nó mua đồ pate này kia cho mấy con mèo ăn. Nó dành hẳn một cái phòng trong nhà, trong khi là cho thuê mặt bằng cũng ra tiền đó. Đằng này nó không cho ai, mà nó cũng đâu có phải gì, nó nhốt tất cả con mèo từ sáng tới tối trong cái phòng, để rồi mấy con mèo này bây giờ nó sợ người, nó rất sợ người lạ. Thợ mà vô sửa chữa là tụi nó co rúm người lại, nó kiếm góc nó trốn. Tôi nói, tôi nhìn cái cảnh mấy con mèo, tôi nói chỉ vì cái sở thích của con người ha, chỉ vì rằng là tưởng đâu bản thân mình là nuôi giỏi, cuối cùng mình biến những con động vật đáng lẽ ra nó được tự do bay nhảy, nó bị nhốt cả cuộc đời của nó trong một căn phòng, để rồi nó sợ mọi thứ. Và cũng từ đâu ra ba tôi luôn, cũng từ nuông chiều cái sở thích đó của nó. Cho nên bây giờ ông vậy kêu nó cho nó không cho, cũng không ai làm gì được nó. Nó thích nuôi vậy đó, không ai được đụng vào cái phòng mèo của nó. Thì đây là câu chuyện thật nè. Từ nhỏ nuông chiều, từ nhỏ nó còn ngoan. Chính tôi thấy con em tôi từ nhỏ tới lớn mà, từ lúc nó còn nhỏ là hai anh em là cách nhau là 10 tuổi. Cho nên từ lúc nó còn nhỏ là tôi đã thay tã cho nó, cho nó là ăn sữa phụ mẹ, bế nó ru nó ngủ, để rồi tôi thấy nó lớn lên, tôi thấy nó năm lớp 6 nó còn ngoan, năm lớp 7 nó bắt đầu học đòi, để gia đình phải chuyển trường cho nó à. Rồi sau đó chính tôi phải đứng ra những lúc nó đánh nhau nè, mà tưởng nó đánh ghê gớm lắm, nó đánh mấy đứa yếu. Ừ. Rồi tới lúc nó bị cái con khác dữ hơn đánh ha, cũng là thằng anh nó đứng ra. Cái ngày đầu tiên mà nó ra đời, nó bị một cái thằng sở khanh bạn nó học cấp 3 lừa, cũng thằng anh nó ra mặt. Ừ. Rồi cái ngày mà nó bị đứa đám bạn xấu dụ bỏ nhà ra đi, cũng thằng anh nó đi kiếm. Rồi cái ngày mà bạn bè nó đòi kiếm chuyện nó, cũng thằng anh nó kêu gọi hết cả đám nó qua đây. Cho nên tôi biết rằng là có lúc nó cũng rất là thương anh. Nha. Nhưng mà suốt cuộc đời tôi thấy chính từ một cái đứa mà hiền lành, mà vì cái sự nuông chiều trở thành một cái đứa mà bây giờ gần như không ra gì. Và bây giờ nó thành nặng rồi. Mẹ tôi bó tay nó, mẹ chỉ biết buồn. Ông già tôi thì cứ nó có chuyện là đổ cho mẹ tôi. Nó làm mất đồ. Giữa khuya tối rồi, 9-10 giờ nó bắt phải có cho nó. Ông già tôi cũng vậy, xong rồi không được vừa ý nó. Nó dọn đồ nó xuống dưới nhà, nó xách vali, nó tưởng đi đâu, nó xách vali xuống dưới nhà. Ông già tôi kêu cho nó lên ngủ đi. Nó tự nguyện mà, tôi nói kệ nó lớn rồi, nó muốn ở đâu nó ở, bố khỏi lo nó. Vô giật cửa phòng làm việc tôi, tao nói nha, mày mà không có cái nhà này mà không nói nó được. Rồi sau đó rằng là lôi mẹ tôi ra nói. Và tới lúc này tôi nổi điên luôn, tôi nói bố có biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào không? Bố có biết là con chứng kiến rằng hồi nãy rằng là vợ tôi phải đi mua đồ cho nó, tại mẹ tôi đâu đi được, để chiều nó chứ không nó lên nó làm dầm mẹ tôi. Tôi nói ngay hết câu chuyện. Tôi nói cho nên bố đừng có nói với mẹ. Và lúc đó tôi nổi điên là tôi gầm lên.
Ông già tôi là cực kỳ là chiều chuộng nó. Thì bây giờ tôi kể cho các bạn nghe cái này để mà tự mà rút kinh nghiệm. Những người cha người mẹ nào mà bây giờ đang nuông chiều con thì nghe câu chuyện này mà rút kinh nghiệm về cái cách giáo dục con. Âu Mỹ cái gì dẹp hết đi. Tại vì tôi nhìn là mấy người là tôi biết người nào rỗm đời. Ha, tôi nhìn là tôi biết ngay thứ nào là thứ lựu đạn thì con nào sau này nó sẽ ra giống như vậy. Thì mấy người cứ cãi nhưng tới khi mà mấy người chết liệu mấy người nhắm mắt được hay không thôi. Thì tôi cũng đâu có thèm đâu, trời xin lỗi chứ con cái mất dạy, xin lỗi chứ bỏ tiền ra kêu tôi dạy tôi cũng chẳng muốn dạy. Tại tôi biết là thứ mất dạy, còn khi nào muốn tôi dạy phải không? Gửi nó, đừng can thiệp vào, để tôi dạy nó. Ngày xưa mà tôi làm chủ nhiệm họp phụ huynh đầu năm, tôi đưa cái cây, tôi cầm cái cây của tôi ra. Tôi nói bây giờ cả lớp biểu quyết phụ huynh có cho tôi đánh không? Tại vì tôi cam đoan tôi đánh nó như thế này. Tôi không bao giờ tôi đánh đến nỗi mà tôi nổ điên tôi đánh. Nhưng tôi đánh để tôi dạy nó. Đó, phụ huynh đồng ý không? Còn nếu phụ huynh không đồng ý thì tôi làm theo quy chế. Nó không học bài, nó đánh nhau, nó hút thuốc, tôi sẽ xử lý theo quy chế. Mà tôi đã xử lý theo quy chế thì không bao giờ có ai đứng ra che được. Tại vì lúc nào tôi làm việc cũng có biên bản rõ ràng. Tôi nói chưa một ban giám hiệu nào mà che nổi. Và đó lý do mà về sau tôi bỏ phổ thông. Nè, tôi thấy cái môi trường nó không hợp với mình, tôi bỏ. Thì nếu như mà cha mẹ mà muốn con mình đặng lên người, tin tưởng thì gửi. Còn nếu mà tôi cảm thấy thứ rởm đời thì xin lỗi với bỏ tiền tôi cũng không nhận đâu. Tại vì tôi không muốn chuốc cái nhức đầu. Mà thậm chí tôi nói nhiều khi cà chớn là tôi chửi luôn cả cha mẹ. Tại vì tôi biết rằng là nó mà ra cái ung nhọt của xã hội là do cha mẹ. Vậy thì con tụi bay sau này lớn lên rằng là ra ngoài đua xe, con tụi bay lớn lên ra ngoài hại người khác là nhờ tụi bay. Vậy thì là tao không chửi con mà tao chửi luôn cả cha mẹ. Nói đừng nói chuyện là cán bộ hay giang hồ, giang hán gì ở đây. Tại vì khi tôi nóng lên tôi chửi tuốt hết. Mới gần đây nè, tôi trả tiền cho một phụ huynh. Đứa con học không ra gì. Mẹ cũng không ra gì. Trên vậy tôi nói, trả tiền lại cho nó, tính nó còn bao nhiêu buổi, tôi nhắn trả lại. Kêu mẹ nó gửi số tài khoản đi, trả lại tiền. Vừa mới nhắn trả lại tiền là hủy kết bạn Zalo với số trung tâm. Tôi nói có những người họ vậy đó. Họ thà họ là người được chia tay trước. Chứ còn họ bị đá là họ nổi điên. Nó muốn đi đâu học nó đi. Đó. Thôi, câu chuyện hôm nay cũng đã dài. Ai nghe được hiểu thì hiểu. Còn ai muốn sống rởm đời, đạo đức, mạng thì cứ việc làm. Cái cuối đời là chấm lúc mình chết mình nhắm mắt hay không thôi. Ha. Còn lúc mình chết mà mình vẫn nhìn thấy con cái của mình. À, nó mất dạy à, đù cái kiểu này thì chết khó nhắm lắm, khó siêu thoát lắm. Tại vì cái nghiệp mình để lại tới con là cái nghiệp mình cũng giữ á. Thôi, chào các bạn.